Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ kiện dưỡng sinh. Thì tiếp tục với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 đời 2018. Thì mình xin giới thiệu với các bạn là một sản phẩm ốp lưng mang thương hiệu là Zico, sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 đời 2018. Và mình xin phép được gỡ chiếc ốp lưng này ra để giới thiệu với các bạn. Và đây là một dạng ốp lưng được làm bằng nhựa dẻo trong suốt. Thì phần bề ngoài của chiếc ốp lưng này được làm bằng nhựa dẻo nên có độ dẻo rất là tốt. Với thiết kế khung sườn bao quanh ôm sát tất cả khung sườn và bốn góc điện thoại sẽ hạn chế tối đa chiếc điện thoại của mình bị chảy xước các bạn vô tình va chạm máy. Một sản phẩm rất là tuyệt vời. Khi chiếc điện thoại của mình ốp chiếc ốp lưng này lên thì sẽ thấy yên tâm hơn. Với thiết kế phù hợp với từng bộ phận của máy như là camera, nút nguồn, nút âm lượng volume, chuột sạc, chuột tai nghe, rất là phù hợp với máy. Và chiếc ốp lưng này khi các bạn tháo lắp chiếc ốp lưng ra khỏi chiếc điện thoại cũng rất là tiện lợi hơn. Một sản phẩm rất là tuyệt vời. Và xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc ốp lưng nhựa dẻo trong suốt của thương hiệu Zico, sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 2018. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện dưỡng sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và subscribe kênh phụ kiện dưỡng sinh để biết nhiều sản phẩm của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 2018. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.